Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Minh Trung đã đến thăm và chúc Tết sư đoàn Không quân 372 nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Minh Trung chúc cán bộ chiến sĩ sư đoàn Không quân 372 cùng gia đình năm mới nhiều hạnh phúc, thành công. Đồng thời, đánh giá cao những nỗ lực của đơn vị trong việc giữ vững an ninh vùng trời, hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Minh Trung cũng ghi nhận các hoạt động giúp đỡ của sư đoàn đối với nhân dân vùng lũ miền Trung trong thời gian qua và mong muốn sư đoàn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Đại tá Vũ Hồng Sơn, sư đoàn trưởng sư đoàn Không quân 372, cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố dành cho đơn vị, đồng thời quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ an ninh quốc phòng, chung tay góp phần vào quá trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Đà Nẵng.